90% bệnh nhân bị đột quỵ bỏ qua giai đoạn vàng điều trị do chủ quan với các biểu hiện của bệnh, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Robot có chiều rộng bằng một nửa sợi tóc, được làm từ rong biển, có tiềm năng hỗ trợ điều trị ung thư. Lớp học võ đặc biệt dành cho y bác sĩ, nhân viên y tế, không chỉ để rèn luyện thể chất mà còn để họ yên tâm hơn khi chăm sóc người bệnh. Hãy đăng ký chào và cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi Alo Doctor để cập nhật những tin tức y tế đáng chú ý. Chương trình được trực tiếp mỗi ngày vào lúc 12:30 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngay sau đây là nội dung chi tiết cùng tin mới Doctor. Thưa quý vị, số ca đột quỵ do nhiệt độ khắc nghiệt có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, công bố từ nghiên cứu mới của các chuyên gia thuộc Đại học Trung Nam Trung Quốc. Chỉ riêng trong năm 2019, hơn 500.000 người đã tử vong do bị đột quỵ liên quan đến nhiệt độ cực đoan. Tỷ lệ nam giới bị đột quỵ do nhiệt độ khắc nghiệt cao hơn nữ giới, song tình trạng này có thể xảy ra với mọi lứa tuổi. Số ca tử vong tập trung chủ yếu ở các nơi có tỷ lệ người nghèo cao hơn và hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1990. Đau đầu, chóng mặt là biểu hiện chung của nhiều bệnh lý và không được xếp vào nhóm dấu hiệu điển hình của bệnh lý đột quỵ. Thế nhưng, qua ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Vũng Tàu, từ những bệnh nhân bị đột quỵ thì đau đầu chóng mặt là những biểu hiện thầm kín bị nhiều người lờ đi. Chỉ trong năm 2023, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận hơn 500 ca đột quỵ. Còn từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 100 ca. Điều đáng tiếc là có đến 90% bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện sau giờ vàng, tức là sau khoảng 4,5 giờ kể từ khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ khởi phát, là thời gian có giá trị nhất để can thiệp y tế, giảm di chứng sau đột quỵ cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, đột quỵ là bệnh lý ngày càng phổ biến. Do đó, ngay khi có một trong số các dấu hiệu như yếu chi, méo miệng, nói đớ, lơ mơ, đau đầu, tê nửa người, đặc biệt ngay cả với biểu hiện không điển hình là chóng mặt đau đầu, thì người bệnh cần đến bệnh viện sớm nhất để được điều trị kịp thời. Một bé trai 5 tuổi ở Thái Nguyên bị đau quặn bụng, được bác sĩ phẫu thuật và gấp hơn 30 con dung đũa ra khỏi đường ruột. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, bụng chướng và đau bụng quặn cơn. Siêu âm cho thấy bé bị tắc ruột do nhiễm quá nhiều dung. Và sau ca phẫu thuật gấp dung, sức khỏe của bệnh nhi đang dần ổn định. Bác sĩ khuyến cáo mọi người cần đảm bảo giữ vệ sinh cá nhân và đặc biệt là phải rửa tay trước khi ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi, giữ cho môi trường sống sạch sẽ, tẩy dung cho trẻ định kỳ 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Thưa quý vị, ba bệnh viện cửa ngõ mới của thành phố Hồ Chí Minh gồm bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Hóc Môn và Thủ Đức dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế cho ba bệnh viện trên. Đồng thời, ba bệnh viện trên khẩn trương chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất để đảm bảo cho các phòng khám của bệnh viện có thể đi vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh ngay sau khi hoàn tất thi công xây dựng, dự kiến trong quý 4 năm 2024. Các nhà khoa học Đức đang phát triển một loại robot siêu nhỏ có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Các robot có chiều rộng bằng một nửa sợi tóc người, được làm từ rong biển và có kích thước tương đương với tế bào của con người. Bằng cách kết hợp vật liệu nano, robot siêu nhỏ có thể được điều khiển không dây và có thể di chuyển trong mạng lưới tế bào và kích thích từng tế bào theo cách có mục tiêu. Các nhà khoa học cho biết, việc phát triển loại robot này có tiềm năng tạo ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư hoặc các căn bệnh khác. Tuổi dậy thì chứng kiến sự thay đổi về nội tiết tố và da mặt là nơi chịu tác động nhiều bởi tuyến bã, nang lông dẫn đến mụn trứng cá. Đây là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, vì sai lầm trong cách chăm sóc điều trị, nên nhiều bạn trẻ đã không dậy thì thành công như mong đợi. Chỉ cần gõ cách để điều trị hoặc thuốc điều trị mụn trứng cá là có thể tham khảo được rất nhiều phương pháp điều trị Đông Tây đều có. Tuy nhiên, tất cả đều là tư vấn từ trên mạng. Tâm lý chung của nhiều bạn trẻ là không muốn ai thấy và biết về mụn nên thường có xu hướng tự điều trị với những hướng dẫn tràn lan mà không có bất kỳ đánh giá mức độ nào về tình trạng bệnh từ bác sĩ. Trong những cái hoạt chất mà để điều trị mụn đó, phần lớn là những cái hoạt chất nó dễ gây cái tình trạng dị ứng kích ứng. Như vậy nếu mà chúng ta đánh giá không có tốt
cái tình trạng hiện tại của mụn trứng cá thì có xu hướng ta sử dụng những cái sản phẩm mà cái hoạt chất nó quá mạnh sẽ gây ra tình trạng kích ứng ở trên da của trẻ, và khi mà kích ứng như vậy tới da nó sẽ trở đi, nó mỏng, nó yếu đi, và sau cái chuyện kích ứng nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng khác, chẳng hạn như nhiễm trùng sẽ dẫn đến sẹo. Thực tế thăm khám tại bệnh viện Gia Liễu, nhiều bạn trẻ thú nhận rằng vì cứ nghĩ mụn trứng cá không có gì nguy hiểm nên chủ quan ngay đi khám. Cho đến khi gặp biến chứng nặng nề thì việc điều trị đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mình còn phải hiểu về bệnh của mình, tránh cái trường hợp là nhiều bạn quá hoang mang và đi tìm rất là nhiều những cái phương pháp, nghe ai chỉ gì mình cũng làm hết, và khi mà mình làm như vậy thì nó vô tình nó hại cho cái da của mình. Cần phải đến thăm khám tại những cơ sở chuyên khoa, và tùy theo từng mức độ đó thì bác sĩ sẽ có những cái phương pháp điều trị phù hợp. Nó có thể là thuốc uống, thuốc bôi, hoặc là hiện nay chúng ta có rất là nhiều những cái phương pháp khác để hỗ trợ cho cái quá trình điều trị mụn, chẳng hạn như là ánh sáng trong điều trị mụn, chẳng hạn như là bio da, một số loại laser cũng có cái vai trò rất tốt. Chắc chắn không bạn trẻ nào muốn mình bước qua tuổi dậy thì với gương mặt đầy những tổn thương như thế này. Do đó, không tùy tiện chọn các loại thuốc, chọn phương pháp để tự điều trị là lời khuyên quan trọng nhất từ bác sĩ. Qua tổng đài 1900 96 96 00 của Alo Doctor, chúng tôi nhận được câu hỏi từ khán giả với nội dung như sau. Da tôi bị khô, nhạy cảm, dễ nổi mụn, da dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời. Không biết nguyên nhân vì sao? Và sau đây là câu trả lời của bác sĩ. Thông thường là da của chúng ta sẽ có một cái độ pH nằm trong khoảng từ 4.5 cho đến khoảng 6.5, tức là dưới 7 là một cái pH xung tính. Nếu chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm chăm sóc da không phù hợp, hoặc là do những cái yếu tố về bệnh lý trên làn da, cái yếu tố về môi trường, những yếu tố về gen có thể làm ảnh hưởng, làm mất cân bằng độ pH này, khiến cho pH của làn da trở nên quá acid hoặc là quá kiềm, có thể làm rửa trôi cái lớp lipid bảo vệ trên bề mặt da, khiến làn da của chúng ta sẽ dễ trở nên kích ứng, khô nè, bong vẩy nè, ngứa ngáy, giảm cái khả năng bảo vệ của da dưới tác hại của những cái tác nhân như là vi sinh vật ngoại lai từ môi trường. Chúng ta phải phục hồi lại độ pH của làn da và phục hồi lại cái hàng rào độ ẩm trên làn da của chúng ta bằng những cái sản phẩm mà có khả năng cấp ẩm lành tính, ví dụ như có chứa glycerin nè, ceramide, niacinamide hoặc là panthenol. Có một lớp học vỏ đặc biệt đến mức mà đôi lúc chúng ta không muốn có, thế nhưng nó đã xuất hiện. Và lý do tại vì sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đều đặn 2 ngày một tuần, chị Lê Thị Anh Thư, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế lại thay chiếc áo blues để trở thành những võ sinh trên sàn tập. Tham gia lớp vỏ từ năm 2016, với chị Anh Thư, tập vỏ không chỉ để rèn luyện thể chất, tăng cường thể lực, có khả năng phòng vệ cho bản thân mà còn giúp giảm căng thẳng trong công việc hàng ngày của chị. Tôi tham gia lớp võ này thứ nhất là để rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần, và bên cạnh đó thì tôi thấy là cái này thì cũng có thể giúp mình kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn trong công việc. Sau thời gian học thì thấy mình có lẽ nhanh nhẹn hơn, cứng cáp hơn, ra đường tự tin hơn, sức khỏe cảm thấy tốt hơn, bớt stress những giờ làm. Thế nhưng sâu xa hơn, khi thành lập lớp võ này, những người tổ chức đã mong muốn một điều khác. Một điều mà đáng lẽ họ không cần phải lo lắng khi chăm sóc người bệnh. Trước cái tình hình mà gói ghen gọi là cái nạn hành hung nhân viên y tế, thân nhân tấn công mình là mình tập để mình đánh lại thì không có nên. Đó, cho nên là mình tập để tránh né cho nó dễ dàng. Môi trường của bệnh viện là môi trường để điều trị cứu người, cho nên muốn nó bình yên. Một lớp vỏ đặc biệt gửi gắm một thông điệp đặc biệt đến cộng đồng. Đúng vậy, bệnh viện là nơi để điều trị và cứu người. Hãy để những người làm công tác ngành y được yên tâm làm nhiệm vụ cao cả này mà không bao giờ phải sợ hãi. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.